Chào các bạn, U23 Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á có mặt ở tứ kết ASEAN 18. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để viết tiếp câu chuyện lịch sử khác. Và đối thủ tối ngày hôm nay của U23 Việt Nam là Syria. Hiện tại U23 Việt Nam đang là đội bóng bất bại, 4 trận toàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào khi bước vào tứ kết ASEAN 2018. Không những truyền thông Đông Nam Á, ngay cả các tờ báo hàng đầu của châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc cũng đánh giá rất cao Việt Nam. Tất cả nhìn U23 Việt Nam không còn là một hiện tượng ở sân chơi châu lục. Quan sát từ đầu giải, họ cảm nhận được sức mạnh của U23 Việt Nam đủ sức để cạnh tranh nhóm có huy chương ở ASEAN 2018. Trở lại với sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho trận đấu gặp Syria, huấn luyện viên Park Hang-seo đón sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng ở hàng thủ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đang thật sự gặp khó khăn. Thẳng thắn mà nói, phong độ của Xuân Trường và Đức Huy ở đầu giải năm nay không thật sự là cao. Dù cả hai có những đóng góp tích cực cho U23 Việt Nam đến thời điểm hiện tại, chính điều này đã khiến cho ban huấn luyện U23 Việt Nam nhớ Hùng Dũng nhiều hơn. Đến lúc này thì hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếp tục chờ đợi tài dùng binh của thầy Park. Chiến lược gia 52 tuổi đã có 3 xáo trộn đội hình U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Tất cả những điều ấy đã mang đến thành công. Liệu anh Đức có còn song hành cùng Công Phượng những cái tên như Văn Thanh, Văn Đức, Quang Hải hay Văn Toàn? Ai sẽ đá chính? Thầy Park sẽ có lời giải trước giờ gờ. Tuy nhiên, có một sự thật là huấn luyện viên Park Hang-seo đang có những lo lắng nhất định về đối thủ U23 Syria. Ông nói, theo tôi biết, U23 Syria họ nói đưa cầu thủ trẻ là không đúng đâu, bởi họ có 16 cầu thủ vừa thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á hồi đầu năm. Nay lại bổ sung thêm 3 cầu thủ trên tuổi và chỉ một cầu thủ mới mà thôi. Với sự bổ sung này, trình độ của họ sẽ tăng lên. Họ bố trí đội hình 4-2-3-1. Họ chơi tập trung giữa nhiều hơn nên tìm mọi cách để lấy bóng để triển khai tấn công nhanh. Tất nhiên, các đội khác cũng vậy đấy. Đây là đội mạnh nhất U23 Việt Nam từng gặp kể từ khi ASEAN bắt đầu. Chắc chắn Syria đang rất muốn đòi lại món nợ ở vòng chung kết U23 châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, những con số thống kê cho thấy U23 Việt Nam không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Nhất là khi sơ đồ chiến thuật của thầy Park đang vận hành khá linh hoạt. Thêm một chiến thắng có thể là nhọc nhằn của U23 Việt Nam tối nay, để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo viết tiếp câu chuyện lịch sử của bóng đá Việt Nam tại ASEAN 2018. Trong trận đấu ngày hôm nay, dự đoán đội hình của U23 Việt Nam sẽ là thủ môn Tiến Dũng, bắt chính và ba hậu vệ Đình Trọng, Duy Mạnh và Tiến Dũng án ngữ phía trước. Ở khu trung tuyến, Văn Hậu được đẩy lên đá cao ở vị trí tiền vệ cánh trái cùng với Quang Hải, Đức Huy và cánh phải là Văn Thanh. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, rõ ràng khả năng chơi phòng ngự của Đức Huy giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy yên tâm hơn. Trên hàng công, Công Phượng tiếp tục ngồi dự bị như ở trận gặp Bahrain. Ba cái tên được cân nhắc đá chính gồm Văn Quyết, Anh Đức, Phan Văn Đức. Trường hợp thầy Park giữ nguyên Xuân Trường đá chính nhằm gia cố cho tuyến giữa, ông buộc phải cắt bớt một tiền đạo. Trên thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị cả kịch bản đá luân lưu cho U23 Việt Nam. Những buổi tập trước cuộc chạm trán với U23 Syria, ông thầy người Hàn Quốc đều cho các học trò tập rất nhiều bài đá luân lưu. Về mặt tinh thần, U23 Việt Nam đang có sự thoải mái, tự tin rất cao. Những liệu pháp tâm lý cùng sự chuyên lửa của huấn luyện viên Park Hang-seo luôn giúp cho các học trò vào trận với quyết tâm rất cao. Hàng triệu trái tim Việt Nam đang mong chờ chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo để thêm một lần nữa đội bóng áo đỏ ghi danh trên đấu trường châu lục. Chào các bạn, huấn luyện viên Park Hang-seo có sẵn phương án cho trận tranh vé vào bán kết ASEAN 2018 với U23 Syria, trong đó có danh sách đá luân lưu một khi buộc phải dùng đến màn đấu súng. Một nhóm cầu thủ U23 Việt Nam được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi là tập riêng bài đá luân lưu gồm 5 cái tên: Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Văn Quyết, Quang Hải và Văn Thanh. Huấn luyện viên người Hàn Quốc yêu cầu sự tập trung của các học trò trong bài tập sút 11m. Bởi kịch bản giải quyết trên chấm đá phạt giữa U23 Việt Nam và U23 Syria hoàn toàn có thể xảy ra ở trận tứ kết ASEAN 2018. Cả 5 cầu thủ mà huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng đều đã thực hiện khá thành công, hầu hết đều sút tung lưới thủ thành Bùi Tiến Dũng. Với sự chuẩn bị của thầy Park, nhiều khả năng 5 cầu thủ trên lĩnh sướng đá luân lưu cho U23 Việt Nam. Một khi trận tứ kết vẫn hòa sau 120 phút thi đấu, trả lời báo chí trước buổi tập, trung vệ Bùi Tiến Dũng khẳng định
anh và các đồng đội không ngán nếu phải bước vào loạt luân lưu với Syria. Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định không dùng công phượng nếu U23 Việt Nam phải đấu súng với đối thủ. Trước đó, sau 2 pha đá 11m hỏng ăn ở trận ra quân vòng bảng trước Pakistan, huấn luyện viên người Hàn Quốc khẳng định ông không cho tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được thực hiện sút penalty thêm một lần nào nữa. Nói không với công phượng trong bài tập sút 11m, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo lại dành riêng cho chân sút người Nghệ An bài tập dứt điểm từ xa. Dù từng ghi nhiều bàn thắng cho U23 Việt Nam, nhưng công phượng vẫn phải cải thiện hơn nữa về lực sút cũng như sút chính xác trong những pha dứt điểm của mình. Ngày mai 27 tháng 8, trận tứ kết đang được mong chờ sẽ diễn ra giữa U23 Việt Nam và U23 Syria. Về nhận định trước trận đấu môn bóng đá nam ASEAN 2018, huấn luyện viên của Syria đã có những nhận định về lực lượng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại cuộc gặp của giới truyền thông mới đây, ông Muhana, huấn luyện viên trưởng của Olympic Syria, đã chia sẻ về sự chuẩn bị của đội trước trận đấu mang ý nghĩa sống còn với U23 Việt Nam kể từ sau thất bại vòng chung kết U23 châu Á. Vị huấn luyện viên này đã nghiên cứu kỹ về hành trình của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông nói: "Tôi đã xem Việt Nam thi đấu nhiều trước đây và ở ASEAN năm nay, tôi cũng theo dõi rất kỹ những trận đấu của họ. Đó thực sự là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Syria phải đá cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Nếu mạo hiểm tấn công sẽ là không an toàn trước đối thủ mạnh như Việt Nam. Cầu thủ của tôi phải kiên nhẫn, chịu đựng, chờ đợi thời cơ. Nếu mắc sai lầm, Việt Nam sẽ không cho chúng tôi cơ hội sửa chữa." Mặc dù tự tin có thể đánh bại được Olympic Việt Nam, song huấn luyện viên Muhana cũng không hề chủ quan khi chỉ ra những nhân tố đặc biệt quan trọng bên phía Olympic Việt Nam mà các học trò của ông phải chăm sóc kỹ. "Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ, nhưng chắc chắn đến lúc này ai cũng biết các cầu thủ chủ chốt của Syria và Việt Nam. Việt Nam có 3 cầu thủ vô cùng chất lượng mà chúng tôi phải dè chừng." Huấn luyện viên Muhana của Syria đã từ chối nhắc tên cụ thể của 3 cầu thủ Việt Nam mà đã khiến họ đang dè chừng. Cho các bạn, chứng kiến thắng lợi khó nhọc trước Ba Lan vào tối ngày 23 tháng 8, bình luận viên Vũ Quang Huy tin rằng Olympic Việt Nam nên coi mình cửa dưới khi gặp Syria ở tứ kết. Tại ASEAN năm nay, đội tuyển Olympic Việt Nam đang trình diễn một lối chơi tấn công khá hiệu quả với mạch bất bại từ đầu giải. Tuy nhiên, chứng kiến sự khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới các cầu thủ Ba Lan, bình luận viên Vũ Quang Huy đã đưa ra một số lời khuyên cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Vị bình luận viên này chia sẻ: "Ở trận gặp Bahrain, một số vị trí trên hàng công của chúng ta không đạt phong độ tốt. Có vẻ như điểm rơi của họ đã dồn hết vào trận thắng Nhật Bản. Các cầu thủ đã không cho thấy được sự hưng phấn cần thiết dù họ vẫn giữ mặt trên trận tấn công. Hàng công không thể gây áp lực, hay nói một cách dữ dội hơn là không đè bẹp được đối thủ. Trong khi đó, hệ thống phòng ngự cũng có nhiều thời điểm rơi vào tình trạng nguy cấp khi trung vệ phải băng la mặt đối mặt với tiền đạo Bahrain. Cũng may, các cầu thủ của chúng ta chơi rất tập trung và đội bạn lại kém may mắn nên lưới của Bùi Tiến Dũng vẫn vẹn nguyên. Nếu Bahrain không dính thẻ đỏ, nếu trận đấu không có bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ ấy, có lẽ Việt Nam đã thua. Nhưng dù sao, chúng ta đã đi tiếp." Bình luận viên Quang Huy cũng cho rằng đội tuyển Olympic Việt Nam không nên đá đôi công với Syria mà cần coi mình là một đội bóng cửa dưới ở trận tứ kết sắp tới. Ông tâm sự: "Tôi dự đoán rằng trận đấu vào tối ngày 27 tháng 8 tới sẽ cực kỳ khó khăn cho Việt Nam." Hồi đầu năm nay, U23 Việt Nam đã hòa Syria với tỷ số 0-0 trong thế trận mà chúng ta suýt thua. Đó đã là một trận đấu hết sức mệt mỏi của Việt Nam, thậm chí còn mệt mỏi và thử thách hơn rất nhiều so với hai trận gặp Qatar và Iraq mà Việt Nam phải bước vào đá luân lưu. Nếu Trần Đình Trọng kịp hồi phục sẽ là một tin hết sức tốt lành, vì trận đấu trước, Đoàn Văn Hậu phải kéo xuống đá trung vệ khiến cho khả năng tấn công biên của mình đã bị hạn chế, bị giảm sức mạnh. Trọng về thì Hậu lại lên biên, cặp tiền vệ trung tâm nên để Phạm Đức Huy đá cùng Nguyễn Quang Hải. Huy không đá biên được đâu. Cũng ở trận hôm trước, thầy Park thấy Huy bất ổn ở cánh đã kéo lại vào giữa thì tình hình mới khả quan hơn. Cuối cùng, bình luận viên Vũ Quang Huy chốt lại nên đá phòng ngự, chờ thời cơ, chờ cơ hội trước Syria. Bởi vì khi coi mình là cửa dưới, Olympic Việt Nam chắc chắn sẽ dễ đá hơn rất nhiều và có cơ hội hơn rất nhiều. Thời gian gặp Syria sẽ không còn nhiều. Trước trận đấu diễn ra, chia sẻ với báo giới, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết tự tin với khả năng giành chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Syria.
Với chiến thắng 1-0 đầy khó nhọc trước đối thủ Bahrain Lạnh, sau cú ra chân uy lực của cầu Phượng, đội tuyển Olympic Việt Nam đã góp mặt ở vòng tứ kết giải đấu. Trước một CDA được đánh giá cao về thể hình, thể lực cùng khả năng chơi bóng kỹ thuật, Olympic Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đánh bại đối thủ này. Tuy nhiên, tiền đạo Văn Quyết vẫn tin tưởng mình và các đồng đội sẽ làm được điều này. Chân sút người Hà Nội nói với truyền thông: "Tôi rất tự hào khi cùng Olympic Việt Nam đã làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết ASEAN 2018. Dù trận đấu với Bahrain, Olympic Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các cầu thủ đã chơi hết sức cố gắng và nỗ lực để giành chiến thắng. Theo tôi, điểm mạnh của Olympic Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết và cùng nhau vượt qua khó khăn. Tôi mong rằng ở trận đấu tiếp theo, Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng để có thể đánh bại CDA, đội bóng có lối chơi rất tốc độ và giàu sức mạnh. Trong bóng đá thì không thể nói trước được điều gì và điều quan trọng là toàn đội ra sân với một tinh thần chiến đấu cao, dù có kết quả trận đấu này có là như thế nào đi chăng nữa." Hồi đầu năm nay, Việt Nam và CDA từng là đối thủ của nhau ở giải U23 châu Á. Khi đó CDA đã là đội thi đấu tốt hơn nhưng không thể chọc thủng lưới khung thành Bùi Tiến Dũng, qua đó chấp nhận kết quả hòa 0-0 và nhường vé đi tiếp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.